sao được xưa nay rồi cái hôm nói gì cái vai sống hết rồi sao thân mình sống đó nói cũng nói đến nữa nghe mấy anh nó xảy ra đó cái chính đó là chính nhất mà mình quýt thấy không bắt người ta phải đợi cái này á mà cái này phải đi để đấu nha bộ này nó kêu mình đấu pháp mà đấu xây đấu để nguyện thân mình bây giờ cái lực của ta là để where's his energy không giờ chống lại mấy anh chống lại okay. Cái này nó bắt đầu nó chuyển không đây đẩy bệnh vô đây đẩy xuống đây rồi đi rồi ha mày sơ số chín ha sơ số chín á là tay đỡ on the forearm a little bit cặp nhau rồi cho nó ha à. Giờ đẩy lại gạt khó lắm đẩy chuyển xíu rồi nó đi chuyển hướng đi 45 độ sao đuôi của chó ha cho nó đi hơn không chuyển rồi nó đi rồi sao quấn bắt cái đại gì mở open mở ngực chúng ta rồi nó cũng cái tác của nó rõ ràng mở cái này cái hình nó vậy nó câu ha không phải là mình phải chống được nó chỉ được cái tay này lúc nào cũng phải giữ thấy không vô vô chuyển lại cái cánh tay này ra đây nó hở rồi đánh cho nó đánh rồi mình chuyển rồi hai bốn năm rồi mà nó đánh cho nó đỡ rồi mình chuyển từ đây nó hở rồi thấy không mình vô vậy thôi mình vô quyền rõ và quyền rõ và ba cái em muốn nặng lắm nha tại sao muốn nặng tại cái each one có một cái bước đừng làm gì nó phải tầm cái này nó luyện tầm bước vào đó nhiệt nhiệt Phúc nó nặng lắm á không phải là gì vì cái thân em điều khiển được Phúc nó muốn đỡ đây cũng được nó muốn đẩy cũng được là mình xếp vô cái chỗ thì dính này rồi dính rồi cái này cái thân này mạnh thế rồi tập rồi số chín Wow, okay, chưa hết số chín mà còn nữa chưa hết liên tục nhiều nữa đây rồi ha chuyển đây muốn đây giữ đây we're sideways tay này niêm tay này niêm rồi nè nó muốn quấn nó cũng khó lắm nó phải luôn nhưng mà mình cũng điều khiển nó rồi okay, this is control okay, từ đây cái thân nó ngang vậy nè muốn tốt cái hình nó vậy hình mấy số này đẹp lắm mấy anh đúng nó đẹp lắm không phải gì thấp chuyển vai lại chú đặt cái cổ ok nó có two option muốn không quấn tay gái muốn giật quấn xong rồi vô cổ không móc cái cổ chặt cái lần cái nhiều two option hồi xưa không có gối nha rồi như vậy thôi quấn ta dính ba mặc cái nữa khóa tay rồi hình này hình ngang quấn nha quấn hàng ngang hình này nó hơi cao khóa cả luôn okay. Cái lực ở đây á là phải là cái tay mình đánh nha coi này lắc eo rồi không nó vô cái thân vô những cái thân luôn ok yeah. Hai ba thân vô rồi thân cái nữa thân ba bốn thân luôn á bốn thân cái nữa cái này cũng thân cái nữa cái này chuyển qua đây chặt vô cái cổ ngang cổ luôn á chặt cái này nướng nướng câu thì câu cái cổ lại chặt câu cái cổ lại tại sao câu cái cổ lại á bắt người ta vô
trả thêm một thời gian, cái momentum. Hai cái đụng ngang này, đây là head on collision, mình kéo tao vô, mình chắc đi nè. Điện cái đó, tóc, điện, quýt, đúng rồi, đúng rồi. Tao mà nó sao. Rồi, thống nhất cái này số trên được chưa? Thank you. Bây giờ có anh tập cái số này đi, rồi mỗi tâm mỗi một số đi. Một tâm một cái. Một cái thôi.